thực tế, stylist của Blackpink chỉ đang cố chọn đồ phù hợp với tính cách cũng như ngoại hình của bốn mẫu mà thôi. Những cô nàng của Blackpink hiện đang có mặt tại Mỹ để tham dự một số sự kiện tại đây theo lịch trình. Vừa Mỹ tiến, họ đã gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh siêu chuẩn và những màn trình diễn đầy tự tin. Thế nhưng bên cạnh những lời khen ngợi, vấn đề thiên vị muôn thuở của Blackpink lại tiếp tục bị khơi lại khi một số fan lên tiếng chỉ trích stylist của nhóm bỏ bê Rose và Lisa để hai cô nàng này đi lại giày cũ. Bốn cô nàng Blackpink vừa chính thức Mỹ tiến, biểu diễn và tham dự nhiều chương trình cùng với các ngôi sao quốc tế. Vẫn với phong cách cool ngầu, cá tính quen thuộc, stylist còn trổ tài biến tấu quần áo tài tình để có được những outfit ấn tượng nhất. Tuy nhiên, một số fan hâm mộ lại lên tiếng bức xúc khi phát hiện Rose và Lisa đi lại giày cũ. Các Blink còn tổng hợp những hình ảnh cho thấy đôi giày của hai cô nàng đã được diện quanh năm suốt tháng rất nhiều lần. Vậy nhưng dường như các fan của Blackpink chỉ đang quá nhạy cảm mà thôi, bởi lẽ đôi giày đến từ Doctor Martens này vốn là thiết kế mà Lisa và Rose yêu thích. Bản thân cả hai cô nàng cũng sở hữu rất nhiều những đôi boot có thiết kế hao hao đến từ thương hiệu này. Khi chọn giày biểu diễn, stylist đã cố tình chọn đôi giày có thiết kế đơn giản nhất để vừa phù hợp với outfit, đúng với sở thích của hai cô nàng lại đồng thời tạo sự thoải mái nhất khi thực hiện những động tác nhảy nhanh, mạnh. Lisa sở hữu rất nhiều boot từ Doctor Martens với những thiết kế hao hao nhau, cô diện từ khi biểu diễn cho đến ảnh street style hàng ngày cho thấy niềm yêu thích mãnh liệt với thiết kế này. Rose cũng chẳng kém cạnh, từ khi mới debut cô đã liên tục diện boot của Dr. Martens. Nhìn qua thì tưởng là giày cũ nhưng thực chất là những thiết kế hoàn toàn khác biệt. Thậm chí từng có fan còn kêu gọi Dr. Martens nên nhận Rose làm đại sứ vì cô liên tục diện đi diện lại những thiết kế của hãng và còn tạo thành trào lưu tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra Jennie và Jisoo luôn đi những đôi giày cao gót hoặc đột đế chứ không phải giày bệt như hai mẫu còn lại. Đây không phải là sự thiên vị mà bắt nguồn từ sự thật, cả Jennie và Jisoo đều chỉ cao khoảng 1m62, thấp hơn hẳn Lisa và Rose cao xấp xỉ 1m68. Để tạo sự đồng đều, stylist đã cố tình chọn những đôi giày có chiều cao riêng biệt để đội hình đẹp mắt hơn. Jisoo và Jennie đi giày tối giản nhưng luôn độn gót hoặc đế cao. Đây là cách giúp đội hình đồng đều. Nhiều người kêu gọi đổi giày cho Jisoo, đừng để cô ấy biểu diễn với những đôi giày cao chót vót nữa, nó không thoải mái chút nào, sao stylist luôn để Jisoo đi giày cao gót vậy, họ không quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của cô ấy hay sao? Ngoài ra, nếu nhiều fan phàn nàn khi Rose và Lisa đi lại giày cũ thì một số khác lại kêu gọi stylist đổi giày cho Jisoo và Jennie khi họ khó biểu diễn với những đôi giày cao gót. Vậy mới nói stylist của Blackpink có lắm, chỉ cố chọn đồ phù hợp với sở thích mỗi cô nàng và tạo được đội hình đồng đều thôi mà cũng bị tố thiên vị, bất công đủ điều thì quả là oan ức.